Vì lần trước sau khi làm trải nghiệm Onyx xong, rất nhiều người quan tâm đến những cái nội dung trải nghiệm cà phê, vậy nên hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm hạt Geisha Malawi đến từ nhà rang Takotech. Takotech là một cái nhà rang rất là quen của mình uống được khá là lâu rồi, nhưng mà anh ấy cũng mới chỉ chính thức mở bán trong vòng khoảng 1 năm trở lại đây thôi. Mỗi tuần thì Takotech sẽ ra 1 cho đến 2 cái loại hạt mới và chỉ bán trong vòng tuần đấy thôi. Cuối tuần sau thì chúng ta sẽ lại có những cái loại hạt mới khác. Malawi là một đất nước có một cái hồ cực kỳ rộng, và ở đấy thì nó có một cái hệ sinh thái cá rô, nó gọi là cá cichlid ấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ thú vị và đa dạng. Để pha với cả Geisha Malawi này thì mình sẽ dùng giấy Café Light Roast, một cái loại giấy rất là hợp với cả cái cà phê rang lai như thế này. Ok, và chúng ta đã hoàn thành bình pour với hạt Geisha Malawi. Mùi hương cực kỳ ngọt ngào. Vị ngọt rất dài, song song với đấy là mình cảm nhận được rõ ràng về cái nhóm hương như là nho, berry. Đối với mình thì đây là một trong những cái loại hạt nó không những ngon, nó không những đặc biệt mà nó còn rất hợp để chúng ta uống hàng ngày. Với cả cái độ fresh của nó, với cả cái vị chua rất là cân bằng, cùng với cả cái nhóm hương mà mình cảm thấy nó không dễ bị ngấy cho lắm. Và với cái giá khoảng tầm 250.000 cho 200g thì mình nghĩ là đáng để trải nghiệm chứ.